Hôm nay lên cho anh em còn gì đây? Hàng mới về thử khui xem có gì hay ho nhá. Tên. Anh em thử xem đây là gì nhá. Oh my god. Đây là bộ tiền xu 12 con giáp kỷ niệm của Trung Quốc, mặt sau có chữ phúc. Bao gồm hộp đựng rất là sang trọng như này. Đây là một món quà tặng Tết rất độc đáo và ý nghĩa. Giá bình thường là 1.500.000, nhưng hôm nay sẽ sale đặc biệt cho 5 anh em đặt hàng nhanh nhất, chỉ còn 888.000, free ship luôn. Để lại số điện thoại, chốt đơn